Trần Công Tiến Diễn giải kinh dịch Quẻ bảy trong chữ Hán là sư Sư có nghĩa là thầy và cũng có nghĩa là quân đội, đám đông Bởi thế quẻ bảy có thể mang tên là thầy hay quân đội, đám đông Theo tự quái chuyện, sau quẻ sáu tranh đấu là quẻ bảy quân đội, quân đội cần cho tranh đấu Nhưng nếu tranh đấu là tranh đấu về đạo, thì thầy cần cho tranh đấu đó truyền thống cắt nghĩa kinh dịch bàn về thay đổi của vạn vật và như vậy quẻ bảy được đặt tên là quân đội. Nếu quan niệm kinh dịch bàn về sự thay đổi của đạo, thì quẻ bảy sẽ được gọi tên là thầy. Theo thiện ý của tôi, nếu các tác giả làm kinh dịch để diễn tả đạo, thì xem ra ít lý để nói rằng các ông bàn về quân đội, nhất là khi xem ra những bàn luận về quân đội trong quẻ bảy này cũng không nói gì đặc biệt về tổ chức quân đội và chiến tranh không phải là những cao kiến về tổ chức quân đội và chiến tranh. Dưới đây quẻ bảy được tình bày dưới cả hai hướng nhìn quẻ bảy thầy và quẻ bảy dân quân để chúng ta có một cái nhìn rộng rãi. Trong thực tế, các sách nổi tiếng về kinh dịch đều dùng tên quân đội hay đám đông cho quẻ bảy, tôi không thấy tác giả nào dùng tên thầy. Các tác giả kinh dịch có dùng những hình ảnh chỉ quân đội. Tuy nhiên các ông dùng hình ảnh con gái về nhà chồng để chỉ con người về với đạo, tiếng sấm để chỉ tiếng nói của đạo hay cái vạc để chỉ đạo. Quay bảy. Thầy. Trên, đất, nhu thuận. Dưới, nước, hiểm trở. Đoạn 1. Bản văn. Thoán tử của văn vương. Thầy, chính bền, lão thành, tốt, không lỗi. Thoán chuyện của khổng tử. Một, Thầy là quân chúng, chính bền là chính đáng, làm cho quần chúng trở nên chính đáng thì có thể làm nên nghiệp vương. 2. Cứng chiếm chỗ giữa và được đáp ứng, hành động gặp nguy hiểm nhưng xuôi thuận, như thế làm thiên hạ buồn, nhưng dân chúng vẫn theo, tốt, còn lôi gì nữa. Đại tượng chuyện của khổng tử Trong đất có nước, đó là tượng của thầy, người quân tử coi đó mà dung nạp dân và nuôi dân. Hào từ của Chu Công và tiểu tượng chuyện của khổng tử. A. Hào từ và B. Tiểu tượng chuyện. Hào một âm. A. Làm thầy thì phải có kỷ luật, nếu không thế thì xấu. B. Làm thầy thì phải có kỷ luật, mất kỷ luật thì xấu. Hào hai dương. A. Đúng theo đạo chung của thầy thì tốt, không lỗi, được vua ban thưởng ba lần. B đúng theo đạo chung của thầy thì tốt là thừa hưởng ơn trời vậy được vua ban thưởng ba lần là để nghĩ tới cả muôn nước vậy. Hào ba âm a xem như thầy trở sát từng xe về xấu b xem như thầy trở sát từng xe về là không hề có công vậy. Hào bốn âm a thầy rút lui không lỗi b thầy rút lui không lỗi đó là chưa mất đạo thường vậy. Hào năm âm. A. Đồng có muông thú, bắt chúng thì lợi, không lỗi. Lao thành làm thầy, đệ tử trở xác từng xe về, chính bền, xấu. B. Lao thành làm thầy, đó là theo đạo chung mà hành động, đệ tử trở xác từng xe về, đó là xử sự, sự không đúng vậy. Hào sáu âm. A. Vua ra lệnh mở nước trị nhà chớ dùng các kẻ tiểu nhân. B. Vua ra lệnh, là để thưởng công cho chính đáng, chớ dùng các kẻ tiểu nhân, đó là sợ làm loạn nước vậy. Đoạn 2. Diễn giải. Thoán tử, thoán chuyện và đại tượng chuyện. Đây nói về đạo. Thầy là người đã đạt đạo và đem đạo vào con chúng. Con chúng đi học đạo thì gọi là dân của thầy. Thoán chuyện viết, thầy là con chúng, chính bền là chính đáng, làm cho quần chúng trở nên chính đáng thì có thể làm nên nghiệp vương. Tiểu nói thầy là quần chúng nhắm nói thầy phải xem quần chúng như chính thầy. Vương là vua của đạo. Vương cũng có thể là vua của Trung Quốc. Dân chúng yêu và tôn thầy làm vua. Ngày xưa dân trung thích thánh nhân làm vua. Quẻ thầy gồm quẻ đơn trong nước và quẻ đơn ngoài đất. Đất là dân chúng và nước là thầy. Thầy đem đạo vào trong dân chúng. Đại tượng truyền viết trong đất có nước, đó là tượng của thầy, người quân tử coi đó mà dung nạp dân và nuôi dân. Trong quẻ thầy, dương cứng chiếm hào hai tức chỗ ung. Dương này biểu hiệu cho người lão thành đi giảng trung đạo. Quẻ trong là nước và quẻ ngoài là đất, nước chỉ nguy hiểm và đất chỉ nhu thuận, đem đạo giảng dạy cho dân chúng có sự nguy hiểm của nó. Ngày xưa Chúa giê -xu bị treo trên thập giá và sổ cờ dễ tẻ bị kết án tử hình. Tuy nhiên trong kinh dịch sự nguy hiểm không lớn lao như thế và dân theo người lao thành giao giảng đạo cho họ. Thoan chuyện viết, cứng chiếm chỗ giữa và được đáp ứng, hành động gặp nguy hiểm nhưng xuôi thuận. Trong việc hành đạo, có thể làm thiệt hại đến tiền bạc, thú vui vật chất, của dân, tuy nhiên dân vẫn hy sinh tiền bạc để theo đạo. Thoan chuyện viết, như thế làm thiên hạ buồn, nhưng dân chúng vẫn theo. Tốt, còn lôi gì nữa? Hào từ và tiểu tượng truyện. Hào tư nói về các cảnh có thể xảy ra của một giao giảng đạo lý. Hào mô tâm, cần có kỷ luật trong việc dạy dân. Đạo có những kỷ luật hay những mệnh lệnh phải thi hành. Đạo không thể chỉ tại tâm. Hình thức là những cần thiết của đạo. Đền thờ và kinh kệ là những cần thiết đền thờ làm thần linh hiện diện và kinh kệ nối con người với thần linh chỉ tại tâm mang người ta xa lánh thần linh hay đạo hào hai dương thầy đem đạo trung ra giảng và thầy đáng được khen thưởng trung đạo là đạo đã có ngay trong lòng dân chúng đạo không phải là một cái gì xa lạ với dân chúng đạo được giảng dạy là đạo đã có sẵn trong lòng dân chúng mà dân không biết đạo vừa xuất hiện ra vừa ẩn giấu đi đạo trong lòng dân chúng là đạo gì đó là đạo trong câu nói con người là nơi trời đất giao nhau và quỷ thần gặp nhau vua ban thưởng cho thầy và vua nghĩ đến muôn nước cần được giảng dạy đạo chung của thầy hào ba âm thầy trở sắc về có những thầy ma hay những người không chịu nghe đạo như vậy các thánh nhân ví những người không nghe theo đạo như những thầy ma người không theo đạo chỉ có sắc mà không có hồn đó là những con vật mà không có nhân tính con người gồm hai phần phần thân thể vật và phần đạo đạo theo kinh dịch là trời đất quỷ thần phần thân thể không có gì xấu nhưng để là con người đích thực phần thân thể phải là nơi xuất hiện của trời đất quỷ thần nếu không như thế con người chỉ là những thây ma thời đại của chúng ta có bao nhiêu thây ma hao bôn âm chưa giảng đạo được nhưng chỉ lui bước trước công việc thế nghĩa là vẫn chưa bỏ đạo. Hoàn cảnh còn đòi nhiều cố gắng hơn. Tiểu tượng chuyện viết, thầy rút lui, không lỗi, đó là chưa mất đạo thường vậy. Hào năm âm, đồng có nhiều ngông thú có nghĩa là ngoài đời còn có nhiều người chưa theo đạo hay chưa biết đến đạo. Lợi nếu bắt được họ hay lôi kéo được họ về với đạo. Lao thành xuất hành làm thầy. Tuy nhiên việc giảng đạo của Lão Thành vẫn gặp khó khăn, vẫn có nhiều kẻ không theo và đệ tử trở về những thây ma. Đó là vì giảng dạy của ông chưa hoàn chỉnh. Giảng đạo vốn là một công việc khó khăn. Hao sáu âm, đừng dùng kẻ vô đạo đi giảng đạo. Có những kẻ giết người muốn ngồi ghế của bao thanh thiên. Đó là ý nghĩa của câu, vua ra lệnh mở nước trị nhà, chớ dùng các kẻ tiểu nhân. Quay bảy, dân quân, trên, đất, nhu thuận dưới, nước, hiểm trở. Đoạn 1. Bản văn. Thoán tử của văn vương. Dân quân, chính bền, có người chỉ huy láo thành. Tốt, không lỗi. Thoán chuyện của khổng tử. 1. Dân quân là quân chúng, chính bền là chính đáng. Làm cho quần chúng trở nên chính đáng thì có thể làm nên nghiệp vương. 2. Cứng chiếm chỗ giữa và được đáp ứng, hành động gặp nguy hiểm nhưng xuôi thuận, làm như thế là hại thiên hạ nhưng dân chúng vẫn theo, tốt, còn lôi gì nữa. Đại tượng chuyện của khổng tử Trong đất có nước, đó là tượng của dân quân, người quân tử coi đó mà dung nạp dân và nuôi dân. Hào từ của Chu Công và tiểu tượng chuyện của khổng tử A. Hào từ và B. Tiểu tượng chuyện Hào một âm A. Xuất dân quân thì phải có kỷ luật, nếu không thế thì xấu. B xuất dân quân thì phải có kỷ luật mất kỷ luật thì xấu hào hai dương a ở giữa trong lòng dân quân thì tốt không lỗi được vua ban thưởng ba lần b ở giữa trong lòng dân quân thì tốt là thừa hưởng ơn trời vậy được vua ban thưởng ba lần là để nghĩ tới cả muôn nước vậy hào ba âm a xem như dân quân trở xác từng xe về xấu b xem như dân quân chở xác từng xe về là không hề có công vậy hào bốn âm a dân quân rút lui không lỗi b dân quân rút lui không lỗi đó là chưa mất đạo thường vậy hào năm âm a Đồng có ngông thú bắt chúng thì lợi không lỗi lao tướng xuất dân quân đàn em chở xác từng xe về chính bền xấu b Lao tướng xuất quân, đó là theo đạo chung mà hành động, đàn em trở sắc từng xe về, đó là sự điều khiển không đúng vậy. Hào sáu âm. A. Vua ra lệnh mở nước trị nhà, chớ dùng các kẻ tiểu nhân. B. Vua ra lệnh, là để thưởng công cho chính đáng, chớ dùng các kẻ tiểu nhân, đó là sợ làm loạn nước vậy. Đoạn 2. Diễn giải. Thoán tử, thoán chuyện và đại tượng chuyện sư có nghĩa là quân đội hay đám đông dân quân được dùng để chỉ vừa đám đông vừa quân đội thời bình thì là dân chúng thời loạn thì là quân đội thoáng chuyện viết dân quân là quần chúng chính bền là chính đáng làm cho quần chúng trở nên chính đáng thì có thể làm nên nghiệp vương vương là vua của trung quốc quẻ dân quân gồm quẻ trong nước và quẻ ngoài đất đất là dân chúng và nước là dân quân đại tượng chuyện viết trong đất có nước đó là tượng của dân quân người quân tử coi đó mà dung nạp dân và nuôi dân trong quẻ dân quân dương cứng chiếm hào hai tức chỗ trùng. ung dương này biểu hiệu cho người chỉ huy láo thành quẻ trong là nước và quẻ ngoài là đất nước chỉ nguy hiểm và đất chỉ nhu thuận thoan chuyện viết cứng chiếm chỗ giữa và được đáp ứng hành động gặp nguy hiểm nhưng xuôi thuận trong việc quân binh có thể làm thiệt hại đến dân, tuy nhiên dân vẫn hy sinh theo dân quân. Thoán chuyện viết, làm như thế là hại thiên hạ nhưng dân chúng vẫn theo, tốt, còn lôi gì nữa? Hào từ và tiểu tượng chuyện. Hào một âm, cần có kỷ luật trong việc điều khiển dân quân. Vị chỉ huy có những kỷ luật cho dân quân. Dân quân phải có kỷ luật. Nếu không thế thì xấu. Hào hai dương, vị chỉ huy ở trong lòng dân quân, được dân quân yêu mến vua ban thưởng cho vị chỉ huy ông này đáng cầm quân muôn nước hào ba âm dân quân trở sát về xem ra có thất trận hào bốn âm tiểu tượng chuyện viết dân quân rút lui không lỗi đó là chưa mất đạo thường vậy dân quân rút lui có những hoàn cảnh cần rút lui hoàn cảnh như thế rút lui không có lỗi có rút lui là chưa mất đạo thường rui lui để bảo vệ mình và chờ hoàn cảnh tốt cho tiến tới. Hào năm âm, có muông thú hay giặc tới ngoài đồng. Bắt được chúng thì tốt. Theo đạo trung, lão tướng xuất quân. Nhưng đàn em trở sắc từng xe về, thất trận. Cứ như thế thì xấu. Đó là do điều khiển quân không đúng vậy. Hào sáu âm, phải biết dùng người tài. Đó là ý nghĩa của câu, vua ra lệnh mở nước trị nhà, chớ dùng các kẻ tiểu nhân